Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình đi bẻ trái bầu hồ lô về nhà làm món bầu hồ lô, cá lóc hấp bầu hồ lô các bạn ơi. Mình mời các bạn theo dõi video của mình nha. To quá các bạn ơi. Này trái bầu này khoảng tầm 2 ký mấy, 2 ký mấy gần 3 ký các bạn ơi. Giờ mình có trái bầu và mình đi xem, mình đi mua một con cá lóc để mình làm hấp bầu nha. Ok các bạn, mình tiến hành làm cá lóc hấp bầu hồ lô nha các bạn ơi. Này, cá lóc mình mới mua ngoài chợ và mình đã làm và rửa sạch, mình sắc thôi nha các bạn. Tiến hành bỏ vô trái bầu hồ lô nha. Bây giờ trước tiên mình phải đi ướp thịt cá lóc cho nó thấm đều nha các bạn. Sau đó mình sẽ chẻ bầu hồ lô ra và mình móc ruột ra. Sau đó mình cho con cá lóc vào và mình hấp nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành ướp thịt cá lóc các bạn ơi. Cá lóc mình rửa sạch thì mình cắt thôi nha các bạn. Sau đó mình khứa cho nó thấm gia vị. Mình quay video trời hơi tối các bạn ơi, nên không mấy gì rõ nét. Mình cho hành tím và ớt vào nha các bạn. Ta cho một chút muối. Một ít bột ngọt. Và một muỗng cà phê đường nha các bạn. Cho một ít nước mắm vào luôn cho thơm các bạn ơi. Vì mình thích ăn cay thì mình cho thêm tiêu vào nha các bạn, cho nó cay thơm. Sau đó mình trộn đều, cho thịt cá lóc thấm đều gia vị. Mình đợi khoảng 5-10 phút đó. Ok, bây giờ mình sẽ ướp khoảng 50 phút, sau đó mình sẽ bỏ vào bầu hồ lô nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành chẻ bầu hồ lô ra nha. Bây giờ mình tiến hành chẻ hồ lô ra các bạn ơi. Răng cưa các bạn cho nó có hình thù đẹp mắt hơn thôi. Mình làm hơi màu mè chút nha các bạn. Đó. Wow. Sau đó mình móc ruột ca nha các bạn. Mình móc ruột ca các bạn ơi.
xong rồi các bạn ơi, mình đã móc hết ruột bầu này các bạn. Sau đó mình đem đi rửa và thiên hành bỏ cá lóc vào mình hấp nha các bạn. Rồi mình đem đi rửa các bạn. Okay, các bạn, thịt cá lóc mình đã ướp khoảng 50 phút, nó đã thấm đều. Bây giờ mình sẽ cho vào trái bầu nha các bạn. Trái bầu mình đã rửa sạch, mình có khắc chữ các bạn, bịch kim vi lóc nha. Thì mình tiến hành bỏ cá lóc vào nha các bạn ơi. Thì cái cá lóc to quá nên mình sẽ cắt thôi nha các bạn. Cho mình đợi rồi luôn. Sau đó mình cho tỏi vào các bạn. Mình cho một ít trái cà vào các bạn ơi. Hành tím nè. Và một cây ớt vào luôn nha. Cho tiêu nè. Sau đó mình đậy nắp lại các bạn ơi. Vì trái bầu này to quá, mình sẽ cắt bớt thì mình mới bỏ vào nồi hấp được các bạn ơi. Bầu này to quá. Bây giờ mình tiến hành bỏ vào nồi nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành bỏ vào nồi luộc nha các bạn. Ý lộn, hấp. Đây, mình hấp cách thủy nha các bạn. Vì trái bầu này to quá các bạn ơi, nên mình bắt buộc phải cắt bỏ một khúc. Các bạn thấy không? Nó cao hơn cái nồi luôn nè. Mình đậy nắp đâu có được các bạn. Phải lấy cái nồi công điện mình chùm lên nè. Mình đẩy lên nè. Đó. Sau đó bật lửa hấp thôi. Nè các bạn thấy nó cao hơn cái nồi không? Đó. Cái nồi bị lớn mà nó cao hơn nè các bạn. Bắt buộc phải lấy cái nồi công điện mình đẩy lại nha. Cuối cùng thì bầu mình cũng đã chín rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ hồi nãy giờ mình mở xem 2-3 lần luôn. Mấy các bạn thấy không? Bạn thấy thịt cá lóc trong cái bầu không? Thấy ngon. Mình sẽ tắt bếp các bạn nha. Đây. Quá, nóng quá. Quá. Nước đầy cho bầu luôn bạn ơi. Vì cái bầu đã ra nước rồi. Giờ mình sẽ vớt bầu ra nha. Ok các bạn, mình đã lấy cái bầu ra nè các bạn ơi. Giờ mình cũng ăn cái bầu thôi các bạn ơi. Ăn cá lóc hấp bầu. Mình sẽ thử một miếng các bạn ơi. Qua wow, nước quá trời nước luôn. Đây, thịt cá lóc là chín đều rồi các bạn ơi, cả nhà. Mình sẽ thử một miếng nha các bạn. Đây, mời các bạn ăn cá lóc hấp bầu với mình nha. Cá lóc ngọt lắm các bạn ơi. Vì hấp trong trái bầu rất là ngọt luôn. Mình sẽ thử húp một miếng nước nha. Nước này nước từ trái bầu ra các bạn. Quá ngọt quá. Ngon quá các bạn. Mời các bạn nha, mời các bạn thích cá lóc hấp bầu cho mình nha. Ngon quá các bạn.
bầu các bạn. Trong cái bầu hồ lô một con ăn hết các bạn ơi, xem mình cũng lo rồi thôi. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian xem video của mình nhé. Video hôm nay mình thực hiện làm món cá lóc hấp bầu hồ lô siêu to khổng lồ của mình cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ cho mình một like hoặc một đăng ký kênh để mình có động lực làm video tiếp theo nha các bạn. Mình cũng xin phép kết thúc video nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.